bây giờ là lấy vợ về là em giặt quần giặt áo cho con uống sữa rồi nói chung là giặt tả rồi làm hết vợ em ngủ đó, em chịu không? Cái đó thì máy giặt nó giặt em khỏi lo. Em thì cái ví dụ như quan hệ hai người, ví dụ như hẹn hò xong rồi xong thời gian thấy hợp á thì em dạ tính tới luôn anh, tới luôn hả? Dạ. Mời. Hello. Láng dữ ha. Dạ. Láng cao quá ha. À, em xin tự giới thiệu, em tên là Tiến Trung. Tiến Trung. Năm nay em 30 tuổi, hiện đang là nhân viên văn phòng. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. À, mời em. Chào em tên gì nè? Dạ, em chào chị, em tên là Bảo Hà. Năm nay em 22 tuổi. 22 tuổi, hiện giờ Hà đang làm công việc gì? À, dạ hiện tại em đang là hướng dẫn viên du lịch. Năng động trẻ trung vậy mà chưa có người yêu hả? Dạ đúng rồi chị. Dễ gì không có, nói vậy thôi giấu cho chắc chắn là có rồi đúng không em? Dạ thì cũng từng có thôi nhưng mà hiện tại bây giờ là không có. Từng có bao nhiêu lâu rồi? Dạ cũng được 9 tháng rồi. 10 ngày nữa luôn đi rồi hả? Em cũng tính để 10 ngày nữa nhưng mà nó kỳ quá. Tại sao bạn ơi biết chơi đến với chương trình này? Dạ đó là do mẹ của em với lại là chị gái đó thì có ngồi xem chương trình và thấy là cái chương trình này rất là hay, còn em thì suốt ngày cứ bận bịu với công việc rồi cứ di chuyển tới lui đó, không có thời gian để hẹn hò hoặc là gặp những cái người mà đối tượng mà gia đình mong muốn cho nên là mẹ cứ hối thúc là đáng ký tham gia đi con, đăng ký tham gia đi. Có nghĩa là mẹ muốn em lập gia đình? Dạ đúng rồi ạ. Mới có 22 tuổi cũng đâu có chưa có đến nỗi là quá tuổi mà. Dạ nhưng mà ở dưới quê á là non lắm, tại vì bạn em á là mới 20 tuổi thôi, lúc mà 20 tuổi thì bạn em đã bồng con rồi. Và có một ngày đẹp trời lắm, em đang đi làm thì mẹ mới gọi điện là con ơi tại sao mà con không bằng người ta. Em mới hoảng hốt, em mới nghĩ ra tại sao mà mình có cái gì mà không bằng người ta. Có nghĩa là mẹ rất muốn lập gia đình. Dạ đúng rồi. Mà em có mấy chị em? Dạ có tới ba chị em lận. Rồi mấy người kia là lập gia đình hết chưa? Dạ chưa. Ồ, giờ hôm nay đến đây là có đến đây ủng hộ em không? Dạ có. Mẹ có đi không? Dạ mẹ thì do ở dưới quê xa với lại đâu ba chị của em đâu? Dạ hai chị của em đang ngồi ở đây. À hai người chị của em đây. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng các bạn ở trường quay. Em tên là Ngô Thị Bảo Ngọc, chị của bạn Bảo Hà. À sẽ hỏi một tí là em của bạn thì là chưa lập gia đình mà mẹ đã hối thúc như vậy thì bạn chắc ở nhà cũng bị hối thúc lắm hay sao? Dạ cũng có chị. Thì tại sao bạn không tham gia trước mà để em tham gia trước? Dạ em nhỏ tuổi tuổi trẻ tài cao đăng ký trước. Nếu mà em được thì chị làm nốt luôn. Chứ em có hiểu tại sao, lý do tại sao mẹ lại muốn chị em có chồng sớm không? Đến tuổi ở dưới quê là cũng 23, 24 là phải lên xe bom hết rồi mà sao tụi em giờ còn ế, và hàng xóm người ta cũng nói qua nói lại nữa. À tức là sợ bom trong nhà nổ chậm đúng không? Dạ đúng rồi, ngày nào cũng ra nhắc hết. Hôm nay là đi theo ủng hộ em thì mẹ có dặn dò gì trước khi đi không? Có, là kêu là lên coi cho em mình coi cái người đối tượng đó là có được hay không rồi. Rồi nhìn sơ sơ đi, nhìn thấy được không? Dạ nhìn thấy được đó. Còn tính cách thì không biết có được hay không. Rồi chào chút xíu. Rồi vậy đi ha. Cảm ơn bạn. Thấy chưa, thấy bên kia đi ủng hộ hùng hậu chưa? Mấy chị em là ủng hộ, là bên kia là mẹ muốn con gái có chồng lắm rồi đó. Còn đây mẹ bạn cũng muốn bạn lấy vợ chưa? Cũng muốn nhưng mà nói chung là không có hối thúc anh. Không hối thúc hả? Không hối thúc. Nhưng bạn có muốn chưa? Dạ cũng muốn. Mẫu người của bạn là như thế nào? Mẫu người của em thì thân hình cân đối, nữ thì khoảng tầm 1m6 là được rồi. Còn tính cách đó thì là được rồi. Rồi khuôn mặt thì dễ thương. Thôi nhiều quá. Dạ, rồi đi. Bây giờ bên đây là cao mắt bao nhiêu, bên kia là phơi muốn 1m6 đó. Em xin thông báo cho anh bên ấy biết là em không đáp ứng được cái chiều cao của anh là 1m6 mà vì em tới 1m63 lận. Quá dữ quá dữ. Bây giờ muốn hẹn hò thì bạn thích hẹn hò ở đâu? Dạ nếu như mà hẹn hò thì đi sở thú. Cái gì vậy? Tại sao? Tại vì từ đó giờ em chưa có đi sở thú. Từ đó giờ chưa đi sở thú? Dạ em muốn vô, hai đứa dẫn nhau vô ngắm thú lạ chơi. Bình thường á nếu như mà các bạn trai muốn rủ các bạn nữ đi thì suốt ngày chỉ là đi uống cà phê thôi, cho nên á là bây giờ mình phải cái gì đó nó mới lạ chút. Bạn có thích vô sở thú hẹn hò không? Sở thú hả? Nếu mà bạn thích thì em chở đi hẹn hò luôn cũng được. cái tật xấu của bạn là gì? Hay quên với lại hay làm biếng. Hay làm biếng là sao? Dạ là có nghĩa là không được làm xem á chị. Trời đất ơi, có nghĩa là ở nhà là toàn
nhà là toàn là mẹ với chị gái làm hết. Đa số là cái thời gian của em là đi tour, cho nên là nhiều lúc em cũng muốn làm lắm, nhưng mà mẹ nó thấy đi về làm mệt rồi thôi nghỉ đi con. Rồi là quần áo rồi này kia, tất cả mọi thứ là mẹ giặt mẹ lo. Dạ hết không, cơm nước mẹ lo. Quần áo thì có máy nó làm rồi. Vậy thì hàng ngày bạn làm được những cái việc gì? Có, em có thời gian, ví dụ như những cái mùa cao điểm thì em sẽ đi liên tục như vậy. Có khi một tháng thì em chỉ rảnh được có chừng 3-4 ngày thôi. Còn đối với những cái mùa mà rảnh như thế này nè, thì em ở nhà em sẽ phụ mẹ làm việc nhà, hoặc là nhà bếp nấu đồ ăn như thế nào đó. Em thích người bạn gái của em làm biến không? Làm biến thì cũng tùy chuyện anh. Ví dụ như làm biến thì nhiều khi mình phụ được, tại vì bạn cũng làm bên du lịch, thì em cũng biết là du lịch thì cũng rất là bận rộn. Bây giờ là lấy vợ về là em giặt quần, giặt áo cho con, uống sữa, rồi nói chung là giặt tả rồi. Làm hết giờ em ngủ đó, em chịu không? Cái đó thì máy giặt nó giặt em, khỏi lo. Con cái sao? Con cái thì em lo thay, thay nhau chăm. Không, vợ em không chăm, vợ bên kia làm biến lắm, nó không có chăm gì trơn á. Đồng ý không? Dạ đồng ý. Đồng ý luôn hả trời đất ơi? Trời đất ơi, cái gì mà muốn vợ dữ vậy trời? Dữ vậy trời. Em có sở trường gì đặc biệt không? Nó nói về năng khiếu chẳng hạn như là ca hát nè. Còn là thể thao là đánh cầu lông hoặc chơi đi da. Còn điểm yếu của mình là gì? Chắc là nấu ăn. Nấu ăn hơi dở. Đâu hát thử, hát thử một bài bên này nghe coi có cảm được không nè. Dạ thì em xin tặng bạn một bài hát Chót Yêu. Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi, để cho con tim này đừng ngỡ trong hao gầy. Hãy đến bên anh đi, để cho chuyện tình chúng ta, vì là con tim này luôn có tình yêu sâu kín cùng thương nhớ cho em. Đó, bạn gái bên đó hát được không? Bạn có hát được không? Bài đi. Em cũng sẽ hát gửi tặng ảnh cũng như tất cả mọi người trong trường quay một đoạn của bài hát rất là nổi tiếng của MTV Sơn Tùng. Rồi. Nhưng mà do không có nhạc cho nên là sẽ hát theo cái cách của em. Rồi, hát theo cách của em. Đôi bàn hay là anh cùng ngày hôm qua. Hay là anh cùng ngày hôm qua. Đừng bỏ mặc em một mình ở đây, ra 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 ra, dừng lại và xa nhẹ đi kia. Nói chung là hai người quen nhau về hát hoài cũng được à. Rồi bây giờ câu hỏi câu cuối cùng trước khi qua nhìn mặt cho bạn nè. Rồi bây giờ bạn thích cái mẫu người lý tưởng của bạn là sao để chị qua chị quay mặt nè. Tất nhiên phải cao hơn em. Tại vì em đã 1m63 rồi, ít nhất thì cũng phải được 1m7, tại vì em hay mang giày cao gót á. Rồi. À. Càng quá bên đây có hết luôn. Cái nữa đó là phải nhiều tóc. Thôi được rồi, cái đó đủ rồi, để đi qua coi. Nhiều tóc hả? Đây láng lứt không nhiều bén lắm mà. Sáng nó chảy dầu dừa láng ót à. Ta nhiều mà ta nhiều ở đằng sau, ở đằng trước ta không nhiều. Cũng được vậy, cũng này là cũng nhiều tóc. Thừa phía trước à. Em cho mét mét mấy? Dạ mét 68. Gần được mét 7 rồi ha. 5 phân cũng được. Cũng được. Đẹp trai, sáng mấy con rùi đậu rớt rồi chết rồi đó. Ủa anh cái gì mà người ta hoài thấy cũng dễ thương mà. Đẹp trai. Tóc nhiều như anh mà có dễ thương gì đâu. Chúc mừng em nha, hy vọng là em sẽ tìm được một người bạn gái như ý muốn. Hẹn quán hẹn sở thú nha. Em sợ nhất điều gì hả Nhờ? Thì mấy cái điểm của em đưa ra thấy khó quá, nó không có trúng chứ sao. Phụ nữ thì em sợ nhất là đánh đá. Ghen quá sớm. Tóc ghen thì quá sớm. Ghen vừa vừa thì ok, nói chung là cũng dễ thương. Sợ đánh đá nè, sợ ghen quá trớn nè. Dạ. Để anh xem rồi, có ghen không nha. Hello. Chào anh. Có ghen không em? Dạ, ớt nào mà ớt không cay, gái nào mà gái không hay ghen chồng không? Có đánh đá không? Dạ không, em hiền dữ lắm. Em hiền như Master vậy đó. Anh nhìn mặt em là anh biết là phúc hậu. Bên kia dễ thương mà lanh lắm nha. Cái vụ này hay căng lắm anh Linh ơi, để cho hai người ta trực tiếp lên Linh ơi. Rồi, kéo màn lên. Chúng ta sẽ có 2 phút gặp nhau. Ê, nhiều tóc nè. Đó. Chào em. Dạ, chào anh. Quê em ở đâu ha? À, dạ em ở Đồng Nai. Còn anh? Anh hiện tại thì làm việc cái sống ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Nhà anh có mấy người? Ba mẹ anh với lại hai đứa em gái luôn. Hỏi rồi em thấy anh được không? Hỏi đi. Dư sức được.
Phải. Dạ. Khẳng định luôn vậy đó hả? Dạ. Sao em? Phải tự tin. Anh nói vậy em thấy sao được không? À, câu trả lời của em sau 2 phút nữa sẽ có. Em thì cái ví dụ như quan hệ hai người, ví dụ như hẹn hò xong rồi sau một thời gian thấy hợp á thì em dạ tính tới luôn anh tới luôn hả? Dạ. À, dạ. Vậy thí dụ như là lấy xong em muốn có mấy đứa. À, bây giờ em hỏi anh là nếu như mà anh thích có một đội bóng rổ hay là đội bóng đá? Thôi đội bóng chuyền rồi. À bóng chuyền à. Hả? Em cũng thích bóng chuyền lắm á. Vậy thì mình cứ làm nguyên đội bóng chuyền được rồi. À rồi. Đâu cần nhiều. Được rồi, hết giờ. Sao lẹ vậy chị? Rồi, chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. Mời các bạn đặt tay lên nút bấm. 1 2 3 Hết thời gian. Cặp này ngon quá ha, cặp này cũng tính luôn tới cái chuyện mà cặp này về mà cũng lanh lắm nè. Nãy em thích nhiều tóc mà đây đâu có nhiều tóc lắm đâu, sao cũng chọn luôn vậy? Không chị, bây giờ công nghệ hiện đại lắm, mình đi cấy hoặc là đi mua thuốc về là có. Rồi, chúc mừng hai bạn và hy vọng rằng hai bạn sẽ tìm được nhiều điểm chung và đi đến cái đích là có một cái đội bóng muốn truyền. Rồi, tôi nắm đừng tay nhau. Đừng có quên ông Mai bà mối này nha. Rồi, nắm tay nhau, xin mời hai bạn. Hồng ha, dạ. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Kiểu như là anh chơi đua đòi quá. Phụ nữ ăn chơi đua đòi hả? Dạ. Yên tâm đi, bên đây ta giáo viên là không có vụ ăn chơi rồi. 3 năm rồi, mà 3 năm rồi em không có mối tình nào khác luôn. Dạ. Thiệt luôn á hả? Em thì kiểu như là nói chuyện rồi là đấy thôi chứ không có yêu ạ. Anh làm vậy có được không? Được, được. Bên nhà gái tôi đồng ý rồi. Cái đó là hôn con. Hôm đây là hôn con, đây nè, ở đây hôn ở má đó. Rồi bây giờ thì hai bạn đẹp đã vậy? Giới thiệu lớn lên nha em trai. Dạ. Em xin chào anh Quyền Linh, em xin chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào bạn gái ở phía bên kia và chào tất cả các khán giả ở đây ạ. Em tên là Nguyễn Văn Thành, em năm nay 25 tuổi. Em thì sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng mà hiện tại thì gia đình đang sinh sống ở Đắk Lắk, còn em thì đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Thì em đang làm nhân viên giám sát thi công và phát triển mặt bằng của công ty. Còn em sao nào? Dạ, em kính chào chị Hồng Vân ạ, anh Quyền Linh và toàn thể quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trần Thị Nhung Nguyên ạ. Năm nay em 26 tuổi, em sinh ra ở Hà Tĩnh và đang làm giáo viên tiểu học tại quận Bình Tân ạ. Vậy là đồng hương á. Đồng hương đó. Hai bạn biết nói tiếng địa phương á, nói với nhau đi dễ thương á. Em sợ nói vậy rồi anh chị với quý khán giả đây không nghe được thôi. Không nghe, trời ơi. Anh nghe có tiếng Lào luôn chứ đừng nói. Em nói về cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi, rồi nói thử bằng tiếng tiếng quê mình nào. Em theo như mọi người nhận xét thì em rất là hoa đông vui vẻ ạ. Và rất là hiền. Em cũng biết nấu ăn và biết thêu thua và đán lạt đi ạ. Còn cái điểm yếu? Còn điểm yếu của em thì nhiều khi trong công việc hoặc là trong đời sống nhiều khi em không có được kỹ lắm. Như em làm nó hơi nhanh nên là có hơi bị mắc lỗi ạ. Dạ. Hôm nay em bị cảm nên là hơi bị khan tiếng ạ. Trời ơi, dễ thương quá em ơi. Bên kia nói nghe coi nè. Điểm mạnh của em thì là cùng hòa đồng vui vẻ. Nói chung là tự tin được đám đông. Còn điểm yếu của em thì hãy quên, với lại là đôi lúc nó hơi nóng vội một xíu ạ. Trời ơi, Linh biết không, hai bạn này á mà nói cái tiếng quê hương với nhau, tiếng quê mình với nhau là tự dưng là các bạn sẽ có cảm xúc khác liền à. Thấy đúng bạn rồi. Nữ bên đây nghe bạn nam nói mà gọi là nghe chăm chú mà mỉm cười vui vẻ. Mình nghe đồng mình hương đó. Mình nói tự nhiên mình rất là cảm động ha. Cưng lắm luôn. Rồi bây giờ em nói đi, đường tình duyên thế nào nè em trai? À, ý là đường tình duyên thì em có trải qua 3 mối tình rồi. 3 mối hả? Hai ạ, 2 mối tình thì thời sinh viên, còn một mối tình thì gần đấy ạ, quen nhau 2 năm. 2 năm cũng dài đó. Dạ. Tại sao chia tay? Kiểu như khi mà mình quen nhau lâu, mình cảm giác nó quen thuộc quá thì đôi lúc mình có đôi lúc mình hơi lỡ đánh, mình ít quan tâm bạn gái lại thì khiến bạn gái buồn và bạn gái chia tay em. Thấy cảm giác quen quá thôi, không cần quan tâm.
không cần chăm sóc đúng không? Trời ơi, Linh đó, mới có 2 năm mà lâu cái gì không biết nữa. Bây giờ phải rút kinh nghiệm cho cái mối tình tiếp theo nghe chưa? Dạ. Ừ, còn em sao nè? Dạ, còn em thì trải qua một mối tình ạ. Được khoảng tầm 6 tháng. Ừ. Thì lúc đó em ra trường rồi. Thì cũng quen như vậy nhưng mà cũng không xác định. Vậy là người đó thì rất là khó tính ạ. Vậy là ra trường. Ừ. Nên là khi mà em vào Nam lập nghiệp sinh sống thì chia tay ạ. Ừ. Dạ, chia tay cũng được 3 năm rồi ạ. 3 năm rồi. Mà 3 năm rồi em không có mối tình nào khác luôn. Dạ. Thiệt luôn á hả? Em thì kiểu như là nói chuyện rồi là đấy thôi chứ không có yêu ạ. Ờ. Em xinh vậy á, chị nghĩ là chắc nhiều người nhào vô lắm. Tại vì ở trong môi trường làm việc của em là giáo viên tiểu học nên là ở trong trường thì rất là ít thầy ạ, toàn là cô. Chị rất là hy vọng khi mà tụi em mở rào ra là tụi em sẽ là một nửa của nhau. Đầu tiên nghe hai cái giọng này là thấy cưng rồi đó. Rồi, bây giờ bạn trai, em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thì cũng bình thường lắm, em chỉ cần bạn nữ cao cỡ 1.5m đổ lên. À, đơn giản như vậy. Ngoại hình thì cũng bình thường thôi. À, quê thì nếu mà được biên trúng nhà em thì quả là tuyệt vời rồi. Thì là quê rồi mà còn giả dạ, thì là... thì bởi vậy lúc mà vừa nghe giới thiệu nghe kêu này quê Hà Tĩnh là thấy cũng thích rồi. À, ngon dạ. Ha. Rồi còn yêu cầu gì nữa không? Dạ không. Không ha. Dạ. Em không thích điều gì ở phụ nữ? Kiểu như là ăn chơi đua đòi quá. Phụ nữ ăn chơi đua đòi ha. Dạ. Yên tâm đi, bên đây ta giáo viên là không có vụ ăn chơi rồi. Kiểu như mẫu mực xíu. Mẫu mực ha. Còn em nè, còn em sao nè, em mong muốn nè. Điểm mà em không ứng ở người bạn trai là nếu bạn ấy ra trường nói được mà không làm được ạ. Dạ, vậy là tình nóng thì em không thích. Nhưng mà em muốn người đàn ông mẫu hình lý tưởng của em thế nào? Em thì không có hình mẫu lý tưởng nhưng mà không tâm cao trên 1m65 ạ. Mà đứng đắn chững chạc ạ. Đứng đắn chững chạc. Biết suy nghĩ ạ. Có cần đẹp trai không? Có cần không? Bình thường được rồi ạ. Bình thường được rồi. Không cần đẹp trai. Rồi tôi qua đi, tôi xem là cái... hơn mức bình thường. À, tôi... Nói chung là cũng hot boy lắm á. À. Đây coi này nè. Ơi. Coi hết thằng trai đi. Quay tôi coi mặt. Đó. Trời. Sáng sủa lắm à. Nói chung là hôm nay là bên đàn trai bằng đàn gái là coi như là 1 9 1 10 ha. Bên đó cũng hột xoàn đá quý, bên đây lấy cũng phải bù của. Thôi nói chung là ok rồi đó. Hôm nay em đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đi với mẹ em ạ. Mẹ cho ý kiến coi nè mẹ. Xin chào MC Quyên Linh, xin chào MC Hồng Vân. Chào khán giả trong trường quay, chào cháu. Cô ạ. Tôi là mẹ của cháu Thanh, đến từ Đắk Lắk. Bạn gái bên này thì rất xinh, rất dễ thương. Nói chung là mẹ là ứng lắm rồi đó. Mẹ ứng lắm rồi đó. Mong hai con cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Nhất là mình ở cùng quê, cùng cảnh thì nó hiểu nhau hơn. Dạ, xin hết. Rồi, cảm ơn mẹ. Em đi với ai? Dạ, hôm nay em đến chương trình với phụ huynh lớp em ạ. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân và tất cả quý khán giả. Chị thấy bạn bên đây thì nói chung là về đẹp trai thì thế là đẹp trai rồi đó. Còn tính cách thì như thế nào thì hai em thì cứ cho nhau cơ hội rồi mình sẽ tiến tới sau này như thế nào đó thì tính sau. Rồi, cảm ơn em. Dễ thương quá. Tôi thấy là mở liền đi, tại vì tôi muốn hai đứa nhỏ này nó gặp nhau quá mở đi ông mới ơi. Mở rào đi. Trai tài gái sắc gặp nhau nha. À chào em, cái đấy là bơ Đắk Lắk ở nhà anh trồng được, đến là mẹ anh là hải lên để tặng cho em á. Em cảm ơn anh ạ. À. Và em có một bức tranh tặng anh ạ, em thêu trong vòng 1 tháng ạ. Và bức tranh này có ý nghĩa là chúc anh trong cuộc sống và công việc là mọi việc đều như ý ạ. Trời ơi, giỏi quá, các wow, từng ý. Đây. Wow. À, có 4 dòng thơ em viết tặng anh về quê hương em ấy. À, rồi. Sứ Nghệ ơi, quê hương bao thương bao nhớ, nơi có mẹ cha dưỡng dục sinh thành, nơi sinh ra câu hò điệu ví, sông Lam núi Hồng cảnh đẹp như tranh. Anh cũng có chuẩn bị một bài hát nhưng mà tại do là lên đây rúng quá nên là chắc anh hát được đến đoạn nào thì đến đoạn đó thôi. Là anh xin hát bài về sự nghề cùng anh. Em có về xứ Nghệ với anh không? Đất miền Trung mưa dầm nắng gió. Về đó rồi em thương nhiều hơn nữa, bởi quê anh thắm đượm tình quê,
Em có về xứ Nghệ với anh không? Hát gì cao như vậy? Hai đứa ngồi đi rồi nói chuyện với nhau đi. Em có về xứ Nghệ với anh không? Rồi nghe câu đó hay. Trời quá ơi, mà hai đứa này nó đẹp giống như là nghệ sĩ vậy ha, tài tử điện ảnh rồi ha. À, lần đầu gặp mặt thì em thấy anh như thế nào? Anh trẻ, rất là trẻ ạ. Trẻ thì tuổi hơn đúng không ạ? Đúng rồi, em hơn anh một tuổi. Người ta nói ở đúng. Dạ, anh ở Huyền Mô, Hà Tĩnh ạ? Anh thì ở Thạch Hà. Thạch Hà gần nhà em, ở Can Lộc gần. Can Lộc à. Dạ. Vậy nếu mà quen nhau thì anh thì xác định khi nào đến hôn nhân ạ? Tầm cỡ một năm thì khoảng thời gian đó là chắc đủ dài để hai đứa hiểu nhau. Em không biết, nhưng mà em đi bói người ta bảo là em 29 tuổi lấy chồng, hôm nay 28 rồi. Ủa vậy? À, thì đúng rồi đó, từ nay đến đó là vừa đủ một năm rồi đó. Ủa kỳ ta, nếu mà em là 94 hả? Khai sinh là 94 nhưng mà tuổi đẻ là 93. À, 93. Dạ. À, vậy gái hơn 2 thì cũng được mà. Em quen một người ít tuổi hơn đi, em suy nghĩ sao? Không thấy bình thường, tùy ạ. Tùy vào hai người cảm thấy tình cảm như thế nào. Thì anh xác định là nếu mà đến được với nhau thì anh sống sinh sống ở đâu ạ? Nhà anh thì con anh với mẹ anh thôi. Hướng của anh thì anh vẫn muốn là lập nghiệp ở trong miền Nam này. Con biết hướng của em thì như thế nào? Em ở trong này cũng quen thôi. Tại vì khi em vào thì bây giờ có chị và em gái học ở trong đấy luôn. Thì bây giờ chị và em gái cũng gần em luôn ạ. Về này anh có nghe câu là em là kiểu như đi làm có thời gian. Ví dụ như nếu mà hai người quen nhau thì một tuần em gặp anh mấy lần? Dạ, thứ bảy chủ nhật em gặp. Còn lại là ngày thường là em bận hết. Dạ. Sở thích của anh là gì ạ? Sở thích anh thích nhất là kiếm tiền. Anh thích kiếm tiền và anh thích xài những đồng tiền anh kiếm ra. Anh ngay đi làm tối anh đi chạy xe ôm. Ôi cưng quá vậy. Còn em thì sao? Bình thường để mời thì mình có nghe nhạc. Rồi mình rảnh rỗi thì mình gọi về nhà. Có thích đi chơi không? Có thích đi du lịch đâu đó? Có thích đi du lịch. Ví dụ mà người yêu rủ đi du lịch thì có đi không? Du lịch gần như xá thì khi nào xác định cưới hoặc là gì đó rồi thì mình đi. Còn hẹn nhau đi về Hà Tĩnh một ngày không xa đi. Yeah. Mình tiến tới, mình nắm tay với nhau, mình cảm nhận và nói những cái gì suy nghĩ về đối phương. Một câu sau rồi mình kết thúc, mình bấm nút nào. Em nắm đôi tay em cảm nhận sao? Em đi làm nhiều. Đúng sự thật là sơ vỗ tay nó có nhiều vết chai chứ không phải là nó mềm như những bạn khác. Khô đúng không? Khô đấy. Rồi. Bạn này rất là siêng và rất là chịu thương chịu khó. Cái mặt đẹp vậy tôi không có nghĩ là bạn chịu thương chịu khó vậy luôn á. Cưng quá à. Cả hai đứa luôn á. Sao? Nghĩ gì về người đối diện? Em cảm nhận anh ấy thế nào? Em thấy tay anh ấy lạnh. Lạnh hả? Dạ. Làm cho tay anh ấm đi. À, nắm đi, nắm tiếp đi. Rồi tay em gái cảm nhận em gái thế nào? Nói chung là tay bạn ấm áp. Người ấm áp, người lạnh ngắt. Được rồi đó. Bây giờ đã đến lúc chúng ta để tay vào nút bấm và quyết định xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nửa mảnh ghép đó sẽ thể hiện bằng cái nút bấm. Nếu mà các bạn thực sự mà cảm mến nhau á, thì cũng không cần phải đến nút số 3 thì mới bấm nha. Nút số 2 là có thể bấm được liền. Ví dụ bây giờ là 2 nè. 3. Nút đó, thấy không? Biết là bấm mà. Nút bên đây kỳ quá. Bấm mà cũng nhẹ nữa, nhẹ nhàng. Cô giáo bẽn lẽn dễ thương nha. Mắc cỡ, chàng trai cũng vậy. Hôm nay các bạn rất là hợp với nhau, thấy gương thiệt mặt đó. Á. Mà trẻ con đẹp lắm nè. Mẹ thấy không? Xứng nó đẹp ghê không mẹ? Thiệt, không bấm là tôi tiếc dữ lắm luôn. Tay nắm tay nhau đi. Rồi nói với ba mẹ cô gái, gia đình cô gái đang xem đó. Mình nói chuyện với gia đình bên đàn gái trước đi. Con với lại con của hai bác có gặp nhau đây. Với giờ tụi con sẽ tìm hiểu nhau. Nếu mà một ngày mà con được về nhà hai bác chơi thì chắc là ngày đó là hai đứa con chắc sẽ tiến tới hôn nhân. Xin phép hai bác. Dạ, con chào bác ạ. Cảm ơn các bác đã đến tham gia chương trình hôm nay ạ. Mặc dù đường xã xa xôi thì hôm nay con gặp anh đấy thì cùng là một cái duyên ạ. Thì con
xin bạn cho hai con có một cơ hội tìm hiểu nhau á. Rồi, bây giờ đặt nụ hôn đầu tiên lên đôi má của em nè, đôi má hồng hồng nè. Em nghĩ cái đó thì mình nên nó riêng tư một xíu chị ạ. Dạ không anh, cái này là cái format của chương trình tôi rồi anh. Cái riêng tư anh làm chuyện gì tôi không biết. Bây giờ format chương trình lại anh phải hôn cái hôn đầu tiên lên má của bạn gái anh nha. Rồi. Anh làm vậy có được không nhỉ? Được. Được. Bên nhà gái tôi đồng ý rồi. Cái đó là hôn con. Hôn đây là hôn con. Đây nè, ở đây. Hôn ở má. Đó. Cỡ, cô gái mắc cỡ dễ thương quá à. Chúc các bạn sớm hiểu nhau, yêu nhau và đi đến kết quả tốt đẹp. Bơ Đắk Lắk chín ngon lắm, mình lột ăn ngon lắm. Ừ. Em có về xứ nghệ với anh không? Như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã có những cái nụ cười, những niềm vui. Và chắc chắn hạnh phúc sẽ sớm đến với họ thôi quý vị. Em học y sĩ với dược sĩ ạ. Học y sĩ, dược sĩ, sao giờ đi làm công nhân? Đang kiếm một khoản vốn để mở tiệm ạ. Bà chàng trai bên đây dễ thương lắm. Đường tình trong trắng. Em sợ mấy người trong trắng nữa. Cái gì? Sao em sợ? Dạ, tại vì người ta trong trắng quá, người ta quen cái người ta chưa biết gì hết trơn. Giờ kiếm chồng mà kiếm vốn. Dạ, cả hai. Giờ nếu như mà bạn trai cho vốn thì có cưới sớm không? Có thì chắc sớm hơn một chút. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Giới thiệu về mình đi. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia cùng quý khán giả. Em xin giới thiệu tên họ đầy đủ là Nguyễn Trọng Nhân, đến từ vùng đất nắng gió kiên cường Tây Ninh quê em. Một ngày đẹp trời, bồi hồi nhận ra là mình bị ế, cho nên đăng ký bạn muốn hẹn hò, cậy nhờ ông Mai bà mối trợ giúp nếu được thoát được ế. Cảm ơn vạn lần, em xin hết ạ. Hy vọng ngày hôm nay chuyến xe Tây Ninh chuyển bánh chở những niềm vui hớn hở đón em về. Dạ. Mời em gái giới thiệu về mình. Dạ em chào chị Tường, chào anh Quyền Linh và chào quý vị khán giả. Em tên là Diễm My, em 24 tuổi, quê ở Cà Mau. Hiện tại em làm ở Sài Gòn. À, em làm công việc gì? Dạ em làm công nhân. Bây giờ ở quận mấy? Dạ quận Bình Tân. Lên đây lâu chưa? Dạ mới lên, tại mới ra trường rồi lên luôn. Em học y sĩ với dược sĩ ạ. Học y sĩ, dược sĩ, sao giờ đi làm công nhân? Đang kiếm một khoản vốn để mở tiệm ạ. Em học dược trung hay là? Dạ dược trung ạ. Vậy sao giờ mình không đi tìm những cái tiệm thuốc mình vô làm cho người ta, sẵn mình lấy kinh nghiệm luôn mà mình đi làm công nhân? Tại em cũng có học y á, nên em cũng có kinh nghiệm bên y rồi, nên giờ kiếm tiền thôi. Trời ơi, tôi chưa thấy cô gái nào lạ vậy luôn. Học ra có bằng cấp đàng hoàng, giờ đi làm công nhân để kiếm tiền cái đã. Rất hay. Em cũng học y, nhưng mà em học bên xét nghiệm. Em đang công tác tại một phòng xét nghiệm của bệnh viện huyện. À, xét nghiệm tức là vô lấy máu trước là xét á hả? Dạ đúng rồi. À, người lấy máu của người khác nhiều nhất đây. Vậy là hai người cũng có một chút xíu gọi là phù hợp với nhau trong công việc, sau này cũng hỗ trợ được nhau ha. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ ưu điểm của em cởi mở, hòa đồng, mỗi cái thì em cũng biết chút chút nấu ăn đồ. Còn khuyết điểm của em là tánh tình của em nó hơi già so với lại bề ngoài của tánh em. Tình thôi đúng không? Là sở thích của em thì nó là trồng hoa và nuôi cá. Dạ. Tính tình hơi già là chỗ đó. Dạ không vậy cho nó yên bình em ơi. Giờ dạ. Anh thấy là trồng hoa nuôi cá nó yên bình được rồi. Dạ bạn em nói em sắp về hưu rồi. Ưu điểm cái khuyết điểm của mình. Ưu điểm của em là chắc hơi vui tính. Nếu mà gặp người lạ thì ít nói, nhưng mà gặp người quen á thì khùng lắm. Dạ không sao đâu, em cũng khùng lắm ạ. Tình trường em sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Tình trường của em như tờ giấy trắng ạ. Không có một mối tình nào luôn. Dạ. Có cảm giác yêu thương gì chưa? Dạ có, thì cũng có quen, nhưng mà chưa tới cảm giác yêu thương thì đã không tiếp tục. Quen bao lâu? Quen khoảng bao lâu? Thì có bạn tìm hiểu nhiều nhất thì chắc cũng được 3 tháng à. Có thích con trai không? Dạ không ạ. Chắc chắn là thích con gái đúng không? Dạ thích con gái mới đăng ký chị. Tình trường của em gái làm sao? Dạ em có 3 mối tình. À mối tình sâu đậm nhất, dài nhất sau này là bao lâu? 3 năm mà. Lý do sao 3 năm mà chia tay em? Em công tác cũng xa rồi lăng nhăng. Lăng nhăng được. Trời ơi, bao lâu rồi? Chắc 2 tháng.
Cái gì mới chia tay có 2 tháng à hả? Rồi bây giờ quên bạn trai chưa? Tại bạn đó lăng nhăng rồi người này người kia. Em cũng biết lâu rồi, cũng tha thứ rồi. Cứ vậy hoài, chứng nào tật nấy phải không? Dạ. Chào em gái xinh đẹp. Chào chào anh ạ. Mới có 2 tháng thôi, có còn giữ kỷ niệm gì không? Dạ không, xóa sạch. Nhưng mà em đăng ký chương trình mà muốn hẹn hò bao lâu rồi? 3 năm rồi. Cái gì? Làm sao? Bị rối vậy? Dạ tại lúc đó là em chưa có quen á, nên em đi học Cần Thơ á. À lúc đăng ký rồi muốn hẹn hò là chưa quen cái anh đó? Dạ chưa quen. Rồi cái em đăng ký thì trong quá trình em cũng có tìm hiểu. À dạ. Rồi chia tay xong chương trình điện là em đi luôn. Trời đất ơi, coi như là trong thời gian chờ đợi chương trình gọi là em đã quen được một mối tình và chia tay luôn rồi đó. Là hên là chương trình gọi ngay lúc mới chia tay 2 tháng là lên luôn. Anh tưởng đâu nói chương trình báo em bỏ ông kia. Em muốn tìm một chàng trai như thế nào? Dạ người chững chạc, vui tính nhưng mà vui đúng chỗ, mà nhây đúng lúc nữa. Không hiền quá nhưng mà cũng hiền với em được rồi. Em cao 1m62, bạn nó phải cao 1m7 hoặc 75. Đừng có đô quá vừa được rồi. Không dạ, có đô lắm rồi. Trồng hoa nuôi cá thôi, không đô lắm được rồi. Bà chàng trai bên đây dễ thương lắm, đường tình trong trắng. Em sợ mấy người trong trắng. Cái gì? Sao em sợ? Dạ tại vì người ta trong trắng quá, người ta quen cái người ta chưa biết gì hết trơn. Dạ dạ, bạn nữ bên kia cần biết gì? Em biết, em cần biết gì, em cần biết, cần biết gì ạ? À? Giống như là hẹn hò, người ta cũng bắt mình chủ động nữa hay gì kia đó. À, dạ. Em biết hẹn hò không? Hẹn hò em biết, chủ động được. Chủ động được, còn dạ. Gì nữa? Nhìn với em thích bạn trai ngực bự. Gì? Ngực bự là ưỡn sao? Ngực, ưỡn ngực cái bự. Dạ ưỡn lên hả? Ưỡn cái bự không? Cỡ anh Quỳnh Linh được không? Cỡ anh được không? Không cần, không cần đẹp mà. Miếng ngực bự đúng không? Dạ dạ. Chị em tôi nghĩ yêu cầu này phải của đàn ông chứ ta. Ngực cực bự chị không, em. Dạ tại em thích gì đó. Thích. Dạ bụng đụng khỏe quá. Không, bụng thon lắm. Dạ dạ. Bụng cũng cỡ anh được không? Hấp hấp cũng vô được ạ. Cũng vô được đúng không? Dạ. Nhưng mà có kinh nghiệm này nè. Dạ. Biết hung chưa? Dạ hung má được rồi. Hung má rồi. Đó, rồi. Dạ, vậy là dạ. Chưa có kinh nghiệm rồi. Dạ kinh nghiệm tới đó chắc được rồi chứ. Được không? Cái đó được không? Này chắc vậy đào tạo lại quá. À đào tạo lại được. Rồi anh đăng ký đi học luôn. Ok. Đào tạo lại là được. Trời đất ơi, bữa nay đàn trai lép dế rồi nha. Để tôi qua tôi coi, nhưng mà nếu được thì chừng nào em tiến tới hôn nhân được? Thì có 2 năm. 2 năm. 2 năm nữa mới đủ đủ tiền để mở tiệm. À, tiệm giờ rồi. Ta có tiền ta cho mở tiệm, đầu tư mở tiệm mà chịu không? Chị thì em rút ngắn lại tí ạ. À, bên đây thì chừng nào tiến tới hôn nhân được? Tầm 1 năm rồi. À, mình có cùng nhau rồi hỗ trợ giúp đỡ rồi cho bạn gái sớm sớm mở cái tiệm bán thuốc tại nhà rồi sinh con đẻ cái lập nghiệp dạ, luôn. Cái đó thì được. Nhà em thì chị họ của em cũng có nhà thuốc tây ở nhà. Một mẫu người bạn gái như thế nào? 10 năm trước thì mẫu người bạn gái em có 10 chỉ tiêu. Mỗi một năm nó mất đi chỉ tiêu, giờ hình như là cũng còn có 1-2 chỉ tiêu rồi. Không cần đẹp, dễ thương là được rồi. Rồi. Ngoan hiền với lại biết lễ phép là được rồi. Có đủ luôn. Cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Hay cằn nhằn với lại tính ghen, không có chăm chút cho việc nhà. Mà nó nghe nè, sao để móng tay chi dài dữ vậy em? Dạ. Gì? Có nhiều những cái công tác trong công việc cần. Ủa, làm nó nhanh gọn hơn là mình đi kiếm cái đồ. Cái đồ ủa, làm dạ. Xét nghiệm mà lẻ móng tay nhiều là dơ lắm đó chị. Ờ đúng rồi đó. Dạ vô đó là đeo bao tay mà. Đâu có tay lủng bao tay sao? Dạ bao tay của em đúng size của em, không bao giờ lủng. Bao tay thì chỉ có bao tay mỏ nó mới dày thôi anh, còn bao tay thường nó đâu có dày. Đúng chưa, chung ngành tao biết. Bao tay nào cũng đeo được hết, tại vì size lớn thì nó không bao giờ lủng được đâu ạ. Em thấy thường thường trai mà để móng tay là cái tính hơi nghi nghi. Trai mà để móng tay là hay gì nè. Đứng đứng lên đi kiểm tra dạ. Coi. Được chị. Có ngực bự không? Dạ. Rồi em đủ tự tin em nghĩ là em sẽ hung được không? Dạ tự tin được. Thì bạn nói bên kia bạn có kêu là có đào tạo. Huấn luyện đào tạo đó vậy. Em cũng đăng ký đi học rồi. À, được rồi. Dạ. Đứng đi. Thôi bây giờ vậy mình hỏi ý kiến người thân đi. Em đi với mẹ, chị gái với em trai ạ. À dạ. Chào cô Cát Tường, chào chú Hoàng Lên. Lên. Chào quý khán giả. Tôi mẹ Diễm My. À, theo nhận xét của tôi thì tôi thấy cháu trai bên đây thì cũng vui tính. Thì tôi cũng mong sao cháu với Diễm My được bấm nút để tới hôn nhân thì tôi rất vui.
Cô Cà Mau mới lên luôn á hả? Dạ. Ở dưới làm gì, nghề gì cô? À, tôi mua bán gà vịt chú. Cô nghe con mình lên chương trình cô đến thăm thôi đúng không? Dạ. Rồi chiều cô về đúng không? Dạ. Chiều cô vẫn để tương lai về được không? Cái đó cũng chưa biết được vì không biết sao. Để coi nó, để nó nhận xét rồi từ từ mình mới biết được chứ. Cô, bây cô giờ yêu cũng... cầu gì nó không cô? Dạ. Yêu cũng... cầu gì nhắn nó luôn đi. chưa biết được chú. Nói vài câu với gọi là má vợ tương lai có thể đó em. À, dạ thì nhìn con, cô kìa, nhìn cô nói đi. Dạ con không có hứa là sẽ cho em tất cả những thứ mà em muốn, nhưng mà con hứa sẽ cho em tất cả những thứ mà con có. À, cô chào chú. Dạ. Rồi bên đây nhà trai mình có ai nè? Em đi với lại hai người phụ nữ quan trọng là mẹ với lại em gái của em ạ. Xin chào và anh Hoàng Linh với lại chị Cát Tường ạ. Dạ. Chào quý vị khán chào giả cô. Trường quay. Nhân thì ở nhà rất là hiền và biết quan tâm tới mọi người. Cái phần mà tới giờ này mà cháu chưa có bạn gái á, là cũng là do lo đi học quá. Học xong rồi ra trường kiếm việc làm. Việc làm xong rồi chờ ổn định thì mới nghĩ tới là riêng tư. Yeah. Thì nãy giờ cô thấy cháu cũng ngoan, cũng hiền, nói chuyện cũng vui vẻ. Dáng dấp đó thì cũng xinh. Nếu mà về được làm dâu nhà cô thì cũng không có gì là khó khăn đâu. Tại vì nhà cô là cán bộ viên chức không à. Ba mẹ và Nhân cũng đi làm hết. Chỉ còn em là đi học thôi. Dạ, cảm ơn cô. Em cảm ơn cô. Hôm nay đàn trai có một vài câu nói với đàn gái chút xíu đi. Có hai bà xui nè, Tây Ninh với Cà Mau gặp nhau. Tiến lại gần nói một vài câu với nhau đi, biết đâu sau này mình thông gia với nhau sao đúng không? Dạ, tiến tới trước đi cô. Nó... Chị nhận xét về thế nào về con trai em ạ? À? Tôi thì nhận xét cháu thì thấy cũng nói chuyện dễ thương, kiêm tốn, lịch sự. Thì nhà mình thì ở Cà Mau, nhưng mà quê ngoại của Nhân á là chính thức là cũng ở miền Tây, Long An. Nếu như mà mình có duyên á, về làm xuôi với nhau. Đây cũng muốn là đi xa để tìm hiểu mà về chị cũng... có ngại là gả con ở xa không? Không, chị duyên nợ của nó tới đâu thì tôi cũng chấp nhận thôi. Biết đâu đúng không? Đó. Trời ơi, cũng... dễ thương quá à. Dễ thương quá. Biết đâu chúng ta sẽ là thông gia với nhau. Dạ, mà cũng là thông gia ta cũng có thể là những người bạn rất tốt với nhau. Và ngày hôm nay cũng là một cơ duyên để hai người phụ nữ chưa bao giờ biết nhau, ở rất xa nhau, đã gặp nhau trò chuyện như là chị em với nhau ha. Chúc mừng điều đó. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ kéo rào để cho hai bạn trẻ gặp nhau và trò chuyện. Anh có món quà gửi tặng em ha. Dạ, cảm ơn anh ạ. À, sở thích lúc rảnh rỗi của em là làm cái gì ạ? Em hay chạy xe đi hóng gió á. Mà bạn em chở mà tại em không có xe. Anh cũng thích đi hóng gió thì có về thì anh về anh chở em đi hóng gió được. Rồi em có nhận xét gì về anh không? Hơi hiền, tính tình chắc cũng kỹ. Nói chung là môi trường bệnh viện thì em cũng biết rồi, phải kỹ thôi. Anh thấy em thế nào? Hồi hộp quá, em rất là xinh. Anh thấy là thấy thích. Nhân, em thấy ngực anh thế nào? À, em thấy đáp ứng đủ tiêu chuẩn của em không? Dạ chắc cũng hơi. Nó chỉ hơi bự thôi chứ nó chưa bự. Người ưỡn ưỡn ngực ra nhá, trời ơi. Dạ anh ơi, cái này có thể cắt được không? À được, cái đúng này rồi. Thì mình cái này thì bỏ được bình thường. 2 năm nữa thì có sao quá không? Anh tính 1 năm. Tại giờ nữa. Em đang kiếm vốn á. Kiếm vốn là đó, em kiếm một mình. Còn nếu mà kiếm hai mình thì rút ngắn lại được không? Giờ kiếm chồng mà kiếm vốn. Dạ cả hai. Giờ nếu như mà bạn trai cho vốn thì có cưới sớm không? Có thì chắc sớm hơn một chút. Vốn mở tiền thu tay khoảng nhiêu? Dạ em chưa biết nữa. Ủa, trời ơi, thì sao em tính chưa? Là 2 năm, em đi làm 2 năm tại em. Dạ em nghĩ 2 năm là sẽ đủ. Vốn tiền thu tay thêm khoảng nhiêu em trai? Dạ tùy theo quy mô thôi anh. Tùy theo quy mô mình bán ở tỉnh hay ở huyện hay ở xã thôi. Thì khoảng nhiêu? Nói chung là khoảng tầm 100 triệu đổ lại. Trời ơi. Anh không tới đâu. Anh thấy không tới. Em nghĩ là hơn á anh. Anh thấy không tới đâu. Nếu mà kẹt quá sách bịch ra ngồi bán cũng được. Ở nhà thì cũng có tiền thuốc tây thì anh cũng hay chạy ra thì thấy cũng không đến nỗi phải nặng vốn vậy đâu. Anh cho mình gói đầu được mà. Bán thuốc tây mình gói đầu được. Ôi vậy đơn giản rồi. Dạ. Sao?
Thì mình chỉ đầu tư cơ sở vật chất ban đầu thôi, còn thuốc thì mình gói đầu được. Em định về quê bán đúng không? Dạ, tại em cũng không thích sống ở thành phố. Dạ, vậy chắc cũng phù hợp với lại sở thích về hưu của anh. Hai người gặp nhau được đấy. Nhưng mà về Tây Ninh hay là về Cà Mau? Dạ, em có làm dâu được không? Nói dạ được á. Nói chung là mẹ anh cũng không có yêu cầu làm dâu đâu, nhưng mà tại vì trai lớn trong nhà thì nhà cửa cũng có sẵn rồi, thì được thì tốt nhất là vậy thôi. Dạ em nghĩ là tính của em sẽ hợp, tại em cũng biết lo lắng cho nhà. Nhưng bây giờ chưa tới chuyện đám cưới là còn 2 năm nữa nè. Bây giờ hẹn hò đang ở xa thì từng hẹn gặp nhau được mấy lần để mà tìm hiểu mới rút nhanh mới cưới được chứ. Hàng tuần thì nếu mà không trực thì một tuần lễ em có thể xuống Sài Gòn được. Dạ, thì hẹn hò cũng dễ, không đến nỗi khó đâu ạ. Dạ. Anh nghĩ là em phải xuống nhiều hơn đó. Em làm ca đúng không? Làm theo ca. Dạ em làm ca 12 tiếng. Dạ. Cực à, làm cực lắm ạ. Dạ lúc trẻ thì gán hả? Anh biết nhậu mà. Giao tiếp thì chắc là được, anh rượu thì anh không uống được nhiều. Em thích người uống nhiều. Trời đất ơi. Cái này tập cũng được luôn nữa. Có thể là đi giao tiếp được nhưng mà tới chừng mực nào đó. Thì dạ. Đúng rồi, anh nói là anh uống giao tiếp được thì ai giao tiếp với anh bao nhiêu thì anh giao tiếp dạ, lại. Dạ anh giao tiếp thường thường mấy thùng mà. Trời ơi. Thì đối tượng giao tiếp với mình bao nhiêu thùng thì mình giao tiếp lại y hệt. Thôi không ẩu nha. Đối tượng uống chừng 3 thùng là anh chết, không có giao tiếp nữa đâu. Con gái uống được không? Em uống được không? Dạ dân miền Tây thì người nào cũng biết uống rượu hết à. Dạ đúng rồi. Em uống được mấy lít? Em uống được chứ 1000 ml quá. Cũng được, vậy có thể là nếu mà anh cũng hơi sơ sức qua bên rượu thì chắc em cứu anh được á. Anh có hút thuốc không ạ? À? Không. Đừng có nói em thích người hút thuốc nha. Dạ không, mà tại vì em bị dị ứng thuốc. Tốt. Nguyên nhà nãy giờ mới thấy bình thường lại rồi đó. Dạ, nguyên nhà của em là dị ứng với khói thuốc luôn, không có tiếp xúc được. Rồi thôi bây giờ trao đổi vậy cũng đủ rồi. Bây giờ bạn trai mình nói một cái gì đó tỏ tình, hay là mình hát một bài hát tỏ tình với bạn gái đi, rồi mình kết thúc cái cuộc nói chuyện này. Dạ, vậy thì em cũng xin hát tặng bạn với lại khán giả một bài ạ. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Làm như cái nghề của nó cũng giận như bài hát á. Đi vô mà thấy khám bệnh mấy người lấy máu cứ nắm tay vô thật chặt, nó chặt để nó nổi gân lên nó lấy đúng không em? Dạ đúng rồi. Bây giờ để tay vào đây, để tay vào đây. Hai bà thông gia hợp rồi đó. Gọi là tương lai cũng đã gặp nhau rồi, cũng rất là yêu thương nhau, hung nhau rồi. Giờ mình chờ hai nhỏ nó hung thôi. Đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Ủa em có bấm mà. Nắm tay nhau thật chặt, nắm tay nhau thật lâu. Dạ. Dạ tại vì kỹ năng cũng non yếu thì con cũng xin phép cô. Dạ. Thôi ơi, nhẹ nhàng lắm. Bạn trai cũng cô gái đưa cái má nhẹ quá. Trời ơi, nhẹ nhàng thế đó. Dễ thương gì đâu. Rất là hạnh phúc ha. Đây là vé xem phim. Tìm rồi, nhau chúc các bạn hạnh phúc. Nụ cười của anh dễ thương không chị? Anh nãy giờ đâu có cười đâu, anh run muốn chết, anh có cười đâu mà biết. Rồi cũng được, không có hô, yên tâm. Thêm chị Tường ơi. Gì nữa? À, kiểm tra cho em là anh sạch sẽ không chị? Người thì đen chứ không có trắng, nhưng mà sạch sẽ. Dạ anh có cảm nhận gì về em không ạ? À? Anh cảm nhận là em rất đẹp á. Em đang làm ở đâu? Dạ em đang làm ở Bình Thạnh á. Trời chắc cũng tới sáng luôn á. Anh chưa bao giờ hồi hộp như ngày hôm nay. Nắm tay mà hồi hộp của anh mong muốn ngày đó sẽ tới. Gì đó. Nói đi. Anh chưa bao giờ hộp như ngày hôm nay nghe. Anh mong muốn ngày hẹn hò sẽ ngày đó sẽ tới. Mời bạn nữ. À mời em. Mời bạn nam. Mời đi em. Mời em gái giới thiệu. Dạ em xin chào chị Cát Tường và anh Viền Linh. Chào em. Em tên có 4 chữ T ạ.
Trần Thị Thanh Thảo á, năm nay em 29 tuổi. Về em ở Phú Yên và hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, kinh doanh bất động sản. Mời bạn trai giới thiệu. Anh chào Quyền Linh, anh Quyền Linh. Em chào chị Cát Tường. Em tên là Trương Đình Đạt. 34 tuổi. Đến từ Bình Định. Hiện tại đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì đúng vậy Đạt? Sống ở Bình Định. Định là sát bên Phú Yên rồi, coi như là mình về quê chung rồi đó. Đạt đang làm công việc gì? Em đang quản lý kỹ thuật tại công ty Edwin cơ khí chế tạo. À, cơ khí chế tạo tức là các loại máy móc đúng không? Sao rung quá vậy? Em cũng rung. Rồi thôi để bạn gái giới thiệu, cái bên kia hít hơi rồi lấy hơi cho bình tĩnh nha. Ưu điểm khuyết điểm của Thảo là gì? Ưu điểm của em là dễ thương, anh nhìn rất là hiền lành, đặc biệt là biết nấu ăn, khéo léo. Em có một số tài lẻ như là biết nhảy múa, cắm hoa và một xíu về ca hát. Rồi khuyết điểm của mình? Khuyết điểm của em là vì em hiền lành cho nên là ai nói gì em cũng nghe đó, dễ tin người. Rồi em cũng đôi khi mà em cũng có nóng tính nữa thì em cũng càm ràm xíu. Rồi em trai bên kia bình tĩnh chưa? Rồi chị ơi, giới thiệu ưu điểm khuyết điểm mình. Bây giờ ta đang vô ga bên đây đó, thoải mái mạnh mẽ lên coi. Dạ, ưu điểm của em là nhớ rất lâu á, làm việc rất tập trung. Còn khuyết điểm á là làm việc quá đâm say mơ nên quên thời gian. Em hắt dơ, sợ rắn và rất ghét người bất hiếu ạ. Em thì hiếu thảo lắm anh ơi. Con trai sao sợ rắn rồi? Tự nhiên sợ vậy anh? Một là em chạy, hai là em lấy cây đuổi đi. Ủa em gái tuổi gì em? Em tuổi con rồng. Hả? Con rồng ghê hơn rắn nữa đó. Đạt tuổi con gì? Tuổi con heo á, Quý Hợi á. Quý Hợi, hợp, rất là hợp. Bạn gái chia sẻ đi, đường tình trường bạn như thế nào rồi? Tình trường của em là trải qua 20 tình ạ. Lúc mà đại học á thì em quen được 2 năm. Sau khi mà đi ra trường thì em có quen thêm 3 năm nữa. Em cũng có quen anh mối tình đó, cũng sinh năm cũng Quý Hợi, cũng 34 tuổi. À, bằng tuổi anh Bển. Dạ, nhưng mà khi mà em xác định tiến đến hôn nhân á thì bạn kia chưa có sẵn sàng. Thì em hỏi anh bên kia coi anh muốn tiến tới hôn nhân chưa, cho anh bên kia anh cũng chăm chú làm việc dữ lắm luôn đó. Dạ không biết là anh có sẵn sàng tiến đến hôn nhân không anh ạ? À? Sẵn sàng em ơi. Đạt cả bao nhiêu mối tình rồi Đạt? Dạ 2 mối tình anh. Mối tình gần dễ nhất là bao lâu rồi? Cách đây 2 năm rồi. Tại sao lại chia tay? Do là lúc đó là hai người tính cách không hợp, em bận rộn công việc quá chứ là đó, ít dành thời gian cho người yêu nên đó, hai người chia tay. Quen mấy năm mà chia tay? Quen 2 năm. Sao cái lý do giống như bên đây chia tay bạn trai quá vậy trời? Mà bây giờ anh muốn lấy vợ thì anh phải tập trung, có dành thời gian cho cái người bạn gái của mình để tìm hiểu mới tiến tới hôn nhân được chứ Đạt. Dạ công việc em thì cũng ổn rồi chị, sẵn sàng dành cho người thời gian cho người. Sẵn sàng nha. Rồi cái mẫu người bạn gái của em muốn tìm là người như thế nào? Mẫu người bạn gái lý tưởng của em là hiền lành, cái nét truyền thống của người phụ nữ Việt Nam là yêu chồng thương con với biết chăm lo gia đình. Chiều cao thì khoảng 1m55 đến 1m6. Em mẫu người bạn trai của em là như thế nào? Dạ mẫu người bạn trai của em cao là trên 1m65, mập cũng được, hói cũng được, nhưng mà đừng có hô. Về tính tình em thích cái người đó là vui vẻ, hòa đồng được, giao tiếp được, hiếu thảo. Em đặc biệt là quan trọng cái người hiếu thảo và không hút thuốc. Em muốn cái người đó nói chung là cũng gần tương đối giống như là ba em và anh em vậy đó. Dạ anh Đạt, anh có biết hút thuốc hay không anh? Anh còn nhỏ giờ không hút thuốc nha. Được rồi ạ. Anh có cờ bạc không ạ? Không luôn em. Dạ. Sao em thấy anh không có dạng dĩ, không có nói chuyện được. Em cần một người bản lĩnh. Do là lên đám đông nên run xíu, nhưng anh rất bản lĩnh và tính anh á là chững chạc nhưng ít nói. Nhưng khi viết công việc anh rất bản lĩnh. Quản lý kỹ thuật là cũng bản lĩnh lắm á. Giờ em hát bài cho cô nghe cho nó xôm xôm chút coi. Cho cô nói nãy giờ cô nói em nói ít quá. Em hát dở lắm anh. Kệ nó, hát vui là chính thôi. Tạo không khí cho cô yên tâm vậy mà. Bài gì cũng được. Em hát à? Rồi. Sợ lắm khi yêu ai tìm dài khờ, sợ lắm từng đêm tối ướt bờ mi. Tình anh đó luôn bình yên, vẫn trong tim không nhạt phai. Mặt tựa giang, anh vẫn yêu em mãi ngàn năm. Bây giờ quá phải không? Ngồi yoga không à? Ngồi yoga không hả? Bấm hiền không á? Anh quản lý mà anh rung dữ vậy anh? Rồi có hai người anh có nói nhiều không? Cô này là cổ thích người nói nhiều hơn cổ một chút, cổ ít nói lắm. Cô hiền dữ lắm, đẹp lắm à. Em nói nhiều lắm chị. Nói nhiều lắm à. Là đám đông thì rung thôi chứ hai người thì không rung phải không? Rồi vậy anh có chủ động không? Có, em chủ có động. Có hả?
Thì nãy giờ chưa thấy chủ động, vậy lát kéo màn lên phải chủ động nha. Chị Tường kiểm tra cho em ảnh có mũi cao không chị? Cao vừa đủ xài. Nụ cười của ảnh dễ thương không chị? Anh nãy giờ đâu có cười đâu, anh run muốn chết, anh có cười đâu mà biết. Rồi cũng được, không có hô, yên tâm. Thêm chị Tường ơi. Gì nữa? Kiểm tra cho em là ảnh sạch sẽ không chị? Người thì đen chứ không có trắng nhưng mà sạch sẽ. Cảm ơn chị Tường. Trời đất ơi. Hình thức là coi như là người đi làm chứ không phải là dạng bóng bẩy. Dạ, dễ thương quá. Ủa em sợ đàn ông ở dơ lắm hả? Em không có sợ đàn ông ở dơ mà em sợ là cái người đó không có biết chăm lo cho bản thân của họ thì sẽ không có chăm lo được con cái và vợ. Em không thích đàn ông gì nữa? Vui hơn tí và phải chủ động hơn. Thôi để chút gặp nhau để cảm nhận nhiều hơn ha. Dạ. Chứ nãy anh cũng đang hồi hộp, nhiều khi gặp em hồi hộp hơn. Hôm nay nhà gái mình đi với ai? Em đi với ai nè? Dạ em có ba em, anh em của em, hai người trong công ty nữa, chung là cả gia đình luôn. Nói chung cả nhà với cơ quan luôn á. Xin chào anh Quyền Linh. Dạ, Cát Tường. Dạ, nói chung là cũng thấy anh Đạt bên này thì cũng chững chạc, hai con thì thấy cũng hợp đấy. Ba cũng mong muốn đến chương trình này hai con phải cho một cơ hội để tìm hiểu đi đến hôn nhân là cái điều chính nhất. Dạ, tại nãy giờ thấy là bạn gái là toàn muốn tìm tiêu chuẩn là phải giống như là ba. Dạ, à, bên đây Đạt là nó cũng có tương đối là không giống hút thuốc nè. Dạ. Cờ bạc thì không thì được rồi, hai điểm điểm đó là đủ lo cho gia đình tốt rồi. Dạ. Đấy. Dạ, con chào bác ạ. Dạ, chào con. Dạ, bác nếu như con có lấy con gái của bác thì con sẽ chăm sóc chu đáo cho con gái của bác ha. Mình phải làm một cái bờ vai mạnh mẽ như vậy mới gọi là xứng đáng tấm chồng để mà người phụ nữ tin cậy. Rồi cảm ơn bác ạ. Rồi hôm nay Đạt đi với ai? Vợ chồng em gái em trai với mấy bạn hả chị? Em ruột á hả? Em ruột. Dạ em chào Vương Linh, chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả. Em thấy chị bên này cũng dễ thương, hiền lành, thì em thấy hai anh chị hợp nhau. Nếu có cơ hội thì anh chị cho cơ hội mình đến với nhau. Dạ cảm ơn. Thôi bây giờ kéo màn lên cảm nhận thôi. Quan trọng là hai bạn đó. Bắt đầu. Đó, chủ động đi ta. Dạ em xin chào anh. Dạ anh có cảm nhận gì với em không ạ? Anh cảm nhận là em rất đẹp á. Em đang làm ở đâu? Dạ em đang làm ở Bình Thạnh á. Gia đình anh có mấy người vậy ạ? Gia đình anh là có 4 anh em. Anh là con thứ mấy? Anh có một anh đầu, anh thứ hai, anh thứ ba và anh thứ ba. Còn hai đứa em nữa. Dạ cũng giống như em. Cho em hỏi gia đình, công việc và bản thân của anh á. Anh sẽ phân bố thời gian của mình thế nào? Anh là ưu tiên cho gia đình trước. Dạ. Xong tới công việc, xong tới bản thân. Bình thường thì anh làm á, sau giờ làm thì anh làm những gì? Sau giờ làm anh còn làm thêm một số việc nữa. Anh là bên cơ khí cho tàu máy. Dạ. Anh làm xong là anh gì anh làm cho cái sướng của bản anh nữa. Anh làm giờ hành chính từ 7 giờ đến 4 giờ chiều. Khi mà nếu không có hẹn thì anh làm tới khoảng 8-9 giờ với anh về nhà. Đó, cái đó là bình thường, còn nếu mà có tình yêu rồi thì anh sẽ dành thời gian thế nào anh? Lúc đó các việc bận thì anh sẽ thu xếp trước hoặc là gặp sau, quan tâm tới người yêu sau. Còn nếu từng đó nào, nếu như là không có việc bận thì anh sẽ bình thường thì là quan tâm tới người yêu. Anh có phải là người khô khan không anh? Em không cần phải lãng mạn lắm, em ở cần thực tế, nhưng mà mình phải biết tạo dựng cái niềm vui cho em quá. Anh là người ít nói thôi chứ anh cũng lãng mạn lắm, anh khô khan. Anh lãng mạn thì anh làm những gì cho em, giả sử như vậy à? Sinh nhật thì anh có thể làm việc bất ngờ, là chúc mừng sinh nhật bất ngờ em, hay là tặng món quà hà hoa này đó. Phụ nữ thì thật rất thích tặng hoa. Nhưng mà nãy giờ em toàn là chủ động em nói với anh không à? Anh có gì anh hỏi với em không? Cảm nhận cô gái là như thế nào, nói luôn đi. Cảm nhận em là một người nói chuyện rất hay. Dạ, không biết sao hôm nay em lên nói chuyện cũng bản tự nhiên đây. Thôi. Cô ấy bản lĩnh đấy, rất rõ ràng đấy. Em thích người bản lĩnh hơn em. Anh có cái gì muốn hỏi em nữa không? Chứ nãy giờ em chưa có muốn thấy anh hỏi gì. Đàn ông phải bản lĩnh lên, chứ ngồi im hồi ta không nghĩ bản lĩnh, ta nghĩ bản lề là mệt lắm. Em là một người rất là nói chuyện rất là hay. Trái tính là rất là mạnh mẽ, với lại là một người là có kiến thức xã hội rộng á, hiểu biết nhiều, hiểu rộng. Em có thích cô gái ngồi đối diện mình không? Thích anh, thích. Trái tim có rung động không? Dạ có. Anh thì không thích, không có lại một cái tính cách là tôn thờ một tình yêu dạng chắc đánh. Anh hy vọng em thấy anh thấy em rất hợp, anh hy vọng là anh có thời gian để tìm hiểu em nhiều hơn. Vậy thôi đó. Dạ. Hồi nãy anh nói anh thích chủ động, bây giờ anh đứng lên.
Nãy giờ người ta hỏi không à. Anh đứng lên anh tiến tới lãng mạn. Thế anh xin nắm tay anh nói một câu một gì đó, nó cái cảm xúc của anh hiện tại hay là anh đang cảm thấy người ấy như thế nào, rồi mình về chỗ mình quyết định có bấm nút hay không. Chứ anh tôi như vậy chắc anh không được bấm quá. Giá như bây giờ trời đổ mưa, hai đứa mình không có áo mưa, nắm tay chứ đâu phải mình phanh đi tay. Lang thang ngoài mưa, tặng hoa ngoài mưa gì đó lãng mạn một câu. Anh rung quá đen, anh bấm độn nãy giờ anh chưa động thổ được. Bình tĩnh ấy anh, tại vì em lên đây em trước là em rất là run, nhưng mà lên đây rồi không có gì mà phải run á, anh phải bản lĩnh mới giữ được em. Nói đi nói. Đợi cho nó nắm tới sáng luôn á. Anh chưa bao giờ hồi hộp như ngày hôm nay, nắm tay mà hồi hộp quá, anh mong muốn ngày đó sẽ tới gì đó. Nói đi. Anh chưa bao giờ hợp như ngày hôm nay. Em mong muốn ngày hẹn hò sẽ ngày đó sẽ tới. Rồi được rồi anh. Rồi. Được rồi anh lên, anh run quá. Rồi kịp quá. Rồi hết thời gian. Này chắc cũng nhát gái lắm đây. Rồi để tao nút bấm đi các bạn. Có thể trước đám đông người ta nhát vậy thôi, nhưng khi về cuộc sống gia đình hai người thì người ta không như vậy đâu. Bây giờ là giờ phút chúng ta lắng động, suy nghĩ lại để nghe, cảm nhận nhịp đập trái tim của mình. Nhắm mắt lại để hình dung về cái người bên kia có thật sự là một cái người mà mình đang mong muốn, có cho mình một cái cảm giác gì đó an toàn để có thể gửi gắm được cái tình cảm của mình hay chưa. Suy nghĩ thật kỹ nha. Cái quyết định bấm hay không bấm nó quan trọng lắm, có thể nói là nó thay đổi cả cái vận mệnh của mình, tình duyên của mình đó. Một, hai, ba. Hết thời gian. Tôi lo, tôi cứ lo, tôi phải nói giúp cho bạn đó. Có hay tôi nói giúp không? Sợ cổ không bấm. Đáng đẹp trai. Cô gái này rất là bản lĩnh đấy ha. Lấy được cô vợ thế này là phải nói cũng tốt lắm. Nhưng mà hãy cố gắng gọi là mạnh mẽ hơn chút xíu nữa. Cô ấy cần một sự mạnh mẽ bằng ông, giống như là ba cô gái nói cần một sự mạnh mẽ lên em trai nhé. Không, thật ra chị nghĩ anh chỉ ít nói thôi, chứ còn đó là cũng là một mẫu người đàn ông để có thể dựa dẫm được. Đấy, hai người hợp đấy. Hợp. Đẹp trai đẹp gái. Đây là chiếc vé xem phim của cụm đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Một mát TV 50 inch trị giá 9.800.000 đồng. Dòng TV cao cấp của công ty Pana TV Việt Nam được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản. Nếu hai bạn tiến tới hôn nhân thì bạn sẽ nhận được TV 50 inch. Chúc mừng các bạn. Nhưng mà nhân tiện đây thì Tường cũng muốn bạn trai hứa một câu gì đó với bác Nội. Thưa với bác là con. Hồi nãy là chưa bấm nút, bây giờ bấm rồi. Mạnh hứa mẽ đi. Gì đó. Ai người cha ta rất thương con gái, mà người ta đang cũng rất là lo lắng. Con hứa là con sẽ mạnh mẽ hơn nữa đó. Quan tâm chăm sóc với em nhiều hơn. Giờ nói xong thở ra. Nhớ bạn ấy tên gì không? Thanh Thảo à? À hay quá, tưởng thôi. Cảm ơn anh rung á, bên đây hồi hộp á. Rồi. Rồi. Chưa hôn nhau không được xuống. Xin bác trai đi. Hả? Xin bác cái gì nói. Bác trai cho con hôn á. Lớn lên bác chưa nghe kìa. Dạ con thưa xin bắt tay con hôn em. Mẹ lớn. Bác kêu mạnh mẽ lên kìa. Dạ thưa con bác. Dạ thưa bác trai, cho con hôn em Thảo. Rồi đó, bác nói rồi kìa. Dạ em cũng có lời cảm ơn đến anh Linh, chị Tường cùng quý vị khán giả và ban tổ chức đã tạo cho em đến một cái sân chơi tìm người tương lai của em. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Nhớ đám cưới mời anh nha. Anh cố đi ngang nha. Quy Nhơn đi về Bình Định luôn. Nhà anh ở đó mà. Rồi, hai bạn đi thoải mái đi tâm sự đi. Cặp này cũng xứng đôi. Chú nhìn nãy giờ thấy hơi quen quen. Dạ con biết chú. Mà không biết có quen hay không. Dạ, chú hỏi thăm con. Con phải con của chú Ba Bon không? Dạ chính xác. Trời ơi. Rồi xong. Rồi xong. Thì như vậy thì tức là hồi nãy vừa lên là tôi nhìn thấy hơi quen. Trời ơi, rõ tao là gì? Vậy là quá trời gần luôn.
Xin lỗi, dạ, là bên nhà trai là ai đại diện cho bên? Hôm nay thì hai bạn đã có duyên trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Trước khi gặp gỡ, mình giới thiệu về mình đi. Chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Hồng Vân với chào bạn gái bên kia. Em tên là Nguyễn Phước Thịnh. Hôm nay em 38 tuổi, em sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Phước Thịnh làm công việc gì? Dạ, em buôn bán từ túc anh. Dạ. Rồi Thịnh quê đâu? Dạ, em quê Sài Gòn. Ở quê Sài Gòn luôn. Dạ. Quận mấy Thịnh? Dạ, em làm em ở Thủ Đức anh. Quận Thủ Đức hả? Dạ. Quận Thủ Đức, nay Đồng Hương tôi hơi Đồng bị Hương, nhiều. Đồng Hương, Thủ Đức với Hồng Vân. Giờ mình nói về mình đi. Dạ, em xin chào và chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh. Chào em. Dạ, em cũng chào bạn nam nhà kế bên. Em tên là Quách Kim Phương, năm nay em 32 tuổi, em là giáo viên Anh Văn. À. Dạ, và em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn luôn. Em chắc là cũng đồng hương với anh bên kia, em ở Thủ Đức luôn. Thủ Đức trời luôn hả? Đồng hương với chị luôn. Ồ, trời hay ơi. Quá. Cùng quận mà không gặp nhau ha. Nay gặp nhau rồi. Em gái cho bên đàn trai biết về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là vui tính và hòa đồng. Nói về nữ công gia chánh thì em cũng thích nấu ăn, rồi em cũng biết thiêu thùa, may vá. Rồi, rất giỏi. Dạ, còn về điểm yếu, dạ, đôi khi thì em hơi kỹ tính quá. Ví dụ như cái vật đó nó để đó thì là nó gọn gàng, còn nếu mà để chỗ khác nhìn nó không gọn gàng thì em cũng hơi khó là chịu phải để chút đó, xíu. Đúng không? Dạ. Ừ, không, cái đó là tốt, cái đó không phải điểm yếu đâu em. Làm đâu phải ngăn nắp gọn gàng thì mới được. Dạ. À, cái tính cầu toàn đó ha. Dạ, à, cũng trai, dạ. Ưu điểm khuyết điểm của em thế nào? Dạ, ưu điểm của em là em quyết đoán trong việc, không sợ cực, chịu khó làm. Ừ. Còn khuyết điểm là em hơi nóng tính xíu. Dạ. Nhưng mà nóng nhất là em làm cái gì? Em thì nóng lắm thì em bỏ em đi vô khác vậy em. Được, không sao, nóng nhiều càng tốt. Em nói về đường tình duyên của mình đi. Trước giờ thì nói là em chưa trải qua mối tình chính thức nào hết. Tức là có những người họ thích em thì em không thích họ. Có người mà em thích họ thì họ lại không thích em. Như vậy có nghĩa là em chưa hề có mối tình nào? Dạ, mối tình chính thức thì chưa. Đôi khi ví dụ như tìm hiểu 1-2 tháng là thấy không hợp thì thôi. Thì thôi. Dạ, xong rồi ở nhà thì cũng có làm mai cho em hai anh. Nhưng mà không biết sao mà hai ảnh giống nhau rồi cứ gặp em mới 2 lần cái đòi cưới. Vậy hả? Nhưng mà em không chịu, tại vì mới gặp có 2 lần chưa biết gì chưa về nhau gì hết. Dạ cưới. Dạ thì đâu có cưới được. Biết đâu người ta bị tiếng xe tình, ta muốn cưới liền sao? Dạ nhưng mà chắc chỉ ảnh bị thôi, còn em chưa bị cho nên là chưa đồng ý được. Dạ. Như vậy là mình vẫn còn nguyên bụi phấn à? Dạ chắc vậy. Dạ. Nó càng ngày bụi nó càng nhiều. Nó càng ngày bụi nó càng nhiều. Đó, bên nhà trai nghe chưa, áp lực ghê chưa? Rồi đàn trai, tình hình tình duyên của em sao rồi? Dạ, tình duyên của em thì em đã có một lần gãy đổ anh. Em có cháu chưa? Dạ chưa anh. Mình đổ vỡ như vậy thì tình hình mà giấy tờ này kia đó. Dạ xong hết rồi. Xong hết chưa? Dạ rồi. Em có nộp giấy ly dị cho chương trình chưa? Dạ có. Có nha. Chứ không chứ tụi anh mệt lắm đó ha, phải hỏi cái đó kỹ cho bà con. Chào em. Dạ, chào chị. Thằng trai tôi vậy đó, được không? Ủa ông làm gì như ông thách đố tôi vậy ông Linh? Thằng trai giờ tôi ông nói muốn sao? Giờ thằng trai muốn tôi gì? Vậy đó, được không? Thực ra thì bên nhà gái chị ấy, còn vương bụi phấn mà phấn càng ngày càng dày lên. Dạ. Thì bên đó bụi phấn là... bên đây cũng bụi đời à. Đâm ra là tự nhiên mình lại thấy yên tâm là bởi vì á, với một người như vậy mà có một người đã có kinh nghiệm về vấn đề tình trường rồi ha. Dạ. Thì chị nghĩ là em sẽ trân trọng những cái sau và em sẽ là cái người định hướng cũng như là biết là phụ nữ họ cần cái gì, họ thiếu cái gì, cho nên chị khá là yên tâm. Biết nói tiếng Anh không? Dạ không. Không hả? Rồi về bà dạy. Khỏe ghê luôn á, em có học trò đầu tiên liền rồi đó. Dạ. Được chưa? Dạ. Bạn trai tôi được chưa? Dạ em mời anh. Bạn gái bụi phấn ha. Dạ, dạ em mời anh. Trai vương chút bụi trần thôi. Dạ. Để mời coi. Bụi trần tương đương với bụi phấn nè. À, trước khi hôm qua anh gặp thằng gái, anh hỏi em một câu này. Lý do tại sao hai vợ chồng lấy nhau rồi được 1 năm đúng không? Dạ. Rồi gãy gánh. Nếu xảy ra chuyện là em hoàn toàn không có lỗi. Không, cũng có lỗi đó, có điều chưa nhận ra thôi. Nếu người nào có lỗi thì người kia cũng có lỗi một chút. Nhưng mà anh muốn hỏi như thế để anh biết rằng là những cái thiếu sót của mình gì cần bổ sung cho cái mối tình sắp tới đây, để mình cảm nhận được rằng là mình phải chăm sóc người ta như thế nào, mình phải lo lắng thế nào, mình không có nóng tính, mình không có gì đó ha. Thí dụ có những điều đó thì mình hãy rút kinh nghiệm thôi ha. Dạ em chào anh Quyền Linh. À, bây giờ trao đổi với anh ấy thì em có ngại ngùng gì khi anh ấy đã một lần lỡ chuyến đò không? Dạ không, giống như anh Quyền Linh đã nói thì đã nếu mình đã qua một lần rồi thì mình rút kinh nghiệm để lần thứ hai mình nó tốt hơn. Đúng rồi. Dạ. Mong rằng anh sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn để chúng ta có thể bổ sung cho cái mối tình này nó đẹp hơn. Dạ. Được chăm sóc chu đáo hơn. Ha? Dạ. Em ghét nhất đàn ông điều gì? Em ghét nhất đàn ông là gia trưởng. Có không?
Em sợ con nữ giận, sợ vợ lắm. Sợ vợ hả? Được. Mà rất sợ là vợ. Nhỏ nhẹ, em sợ vợ lắm. Sợ vợ là một đức tính tốt. Em thích người đàn ông như thế nào? Có trách nhiệm, có công việc ổn định để cái sau này có thể lo cho gia đình cho nó tốt. Có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Giống anh Quyền Linh cũng được. Trời ơi, sao xem lại xài chị cũng được. Anh Quyền Linh là trên cái đất nước Việt Nam này chỉ có một Quyền Linh thôi. Dạ đúng rồi, dạ. Em nhìn cái mái tóc đó là em thấy không có ai dám xài ngoài ảnh hết trơn hết trọi đó. Thiệt luôn á, có mình anh có mình anh dám để thôi. Cái vậy cho nó vui vui chút phải không? Cuộc đời đôi khi nó cũng áp lực nhiều quá. Có lâu mình cũng tạo hình cho nó vui vui chút, cho ai gặp cũng cười thôi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi. Em đi với ai ạ? Dạ, hôm nay em đi với ba mẹ và chị gái. Đầu tiên thì xin chào chương trình. Dạ. Kế tiếp là chào hai MC và bên họ nhà trai. Thì hôm nay đến đây tham dự chương trình thì cũng mong muốn cho con gái nó tìm được một người bạn lý tưởng để lập gia đình. Chú cũng ở Thủ Đức, tự do thế lớn. Nhưng mà chú nhìn hồi nãy giờ thấy hơi quen quen. Dạ con biết chú. Mà không biết có quen hay không. Dạ quen. Chú hỏi thăm con. Quen không? Con phải con của chú Ba Bon không? Dạ chính xác. Trời ơi. Rồi xong. Rồi xong. Thì như vậy thì tức là hồi nãy vừa lên là tôi nhìn thấy hơi quen. Trời ơi, rồi anh Ba Bon là gì? Vậy là quá trời gần luôn. Xin lỗi là bên nhà trai là ai đại diện cho bên? Dạ Úc. Chị Úc hả? Dạ. Bởi vì nếu trường hợp mà chú Ba với chị Ba đi, anh Ba đi thì tôi nhìn tôi biết liền. Trời ơi. Tại vì ở gần mà. Thịnh đây ở khu phố 3, tôi ở khu phố 5, cách nhà cái cầu. Tôi tới lui thường xuyên, nó mua sâu cho chim ăn thì tôi gặp này hoài, có đâu có lạ gì đâu. Rồi. Cái này là cái duyên, cái này là cái duyên. Mong hai đứa tự tìm hiểu nhau. Nếu mà đàn trai đi đông là quen hết rồi ha. Rồi, mời vô. Tôi là dì của Thịnh, hôm nay là đại diện cho Thịnh để mà gặp gỡ và thấy cháu bên đây thì dễ thương. Có duyên, cũng mong cho là hai cháu tạo cho một cái cơ hội bấm nút tiến tới hôn nhân càng sớm càng tốt. Còn bấm nút đi nha. Hỏi giới thiệu Út có biết hết rồi. Nhiều khi qua xóm qua lại biết rồi. Thôi mở rào cho tụi nó đi. Thôi mở đi, mở đi. Tụi nó biết hết rồi. Tôi với ông bây giờ là coi như không còn gì để hàng mà xóm với nhau đó. Mà ừ rồi. Mở rào đi, biết đâu gặp nó. Trời ơi, hôm nay gặp hoài. Mở rào. Dạ em chào anh. Tặng quà nhận quà đi nè. Hôm nay nó chưa biết rồi. Mặt nó ngỡ ngàng là nó chưa biết. Tặng cho em. Dạ sô cô la. Ừ, em hay ăn thử. Tình yêu đó. Dạ em chắc là để hay để lát em ăn sau được. Ừ, ngọt ngào như sô cô la hả? Dạ em cảm ơn nhiều. Cái này thật sự là nó không có giá trị vật chất lắm nhưng mà do tự tay em làm cho nên mong là anh sẽ thích. Dạ, tại vì cũng đang mùa dịch nên là em may một ít khẩu trang để tặng anh. Để anh có thể dùng mỗi ngày để anh nhớ tới em mỗi ngày. Ok, cảm ơn. Tự nhiên nay hai màu xanh rồi cũng ngắt xanh ha. Mặc đồ cặp đồ. Cặp á. Giống như ông bà Mai Tây thì cũng tím riệm qua xin. Tím riệm á. Thằng bà mặc đồ tím coi được, thằng ông mặc tím kỳ lắm á. Mà cái áo của ông nó sặc sỡ hơn của tôi, nó có một chùm bông ở đây nữa nè. Hết hồn à. Ai lấy áo này trời. Anh với anh ở gần, rất là gần nhau nhưng mà hôm nay mình mới biết. Dạ đúng rồi. Hôm nay mới gặp mặt. Gặp em thì anh có ấn tượng gì không? Anh có hơi bất ngờ xíu. Bất ngờ sao? Bất ngờ tích cực hay tiêu cực? Dễ thương hơn em nghĩ. À tức là dễ thương dạ, hơn em tưởng tượng đúng không? Em có nghĩ là mẹ nàng dâu này chồng như thế nào không? Nàng dâu mẹ chồng thì em nghĩ là chỉ cần mình thương mẹ chồng như mẹ ruột thì mẹ chồng cũng sẽ thương mình như con gái ruột thôi. Em có gì muốn hỏi anh không? Dạ em có vài câu hỏi là không biết là anh có hút thuốc hay có uống bia được không? Cái hút thuốc thì anh bỏ lâu rồi. Thì còn bia rượu thì phải có tiệc tùng mới uống chứ không có uống tung tung. Nếu sau này ở trong gia đình thì anh có sẵn sàng giúp đỡ vợ cái việc nhà hay không? Chắc chắn rồi. Phụ được vợ gì thì anh sẽ phụ. Sẵn sàng thì đó. Dạ giống như hồi nãy ba em có nói thì giờ chỉ còn mình em mà chưa có gia đình nên ở với ba mẹ. Em đặt trường hợp là nếu như muốn anh ở rể thì anh có đồng ý không? Anh cũng biết nhà chú mà từ nhà anh xuống nhà chú chưa được 500m nữa. Dạ đúng rồi, rất là gần. Thở ghê luôn, thở dễ sợ. Vậy gì ở dâu ở rể đâu quan trọng nữa rồi. Quan trọng. Sáng ở dâu chiều ở rể. Mua cái căn nhà ở ngay chỗ 250m đó. Ở giữa đó. Ở giữa. Chạy qua chạy lại cho nó gần. Không có khó, chuyện này khỏi nói. Bây giờ thử đi. Nếu mà có cuộc mà nào mà gây gỗ với nhau mà giận hờn với nhau, ai sẽ là người xuống nước? Thì nếu mà xảy ra
bắt đầu quan điểm giữa hai người á, thì anh sẽ người là người bỏ đi chỗ khác trước để sau đó mình quay lại nói chuyện, tại lúc mà mình đang nóng thì mình nói không có gì ra gì hết trơn á. Dạ đúng rồi, rõ ràng quan điểm của bạn. Dạ. Bạn rất đồng ý với cái cách đó của em, vậy là thấy vui rồi, thấy khỏe rồi đó. Cái lúc mà người ta bỏ đi mình ở nhà mình kiếm gì ăn em. Dạ hoặc là mình lấy tiền đi shopping. Đúng rồi đó, vậy đi. Dạ. Cái ông hết dám đi nữa. Bây giờ Thịnh đứng lên ha, mình bước tới bạn gái. Nói cái gì chân thành nhất á. Dạ. Sát bên nhà mà. Anh hy vọng là sau ngày hôm nay anh với em tìm hiểu nhau nhiều hơn. Có thể là mình cho nhau một cơ hội. Quá trời hay luôn. Rồi, trở về với ghế ngồi cho các bạn. Để tay vào nút bấm, kiểm tra con tim của mình. Nếu thực sự chúng ta cảm nhận đây là người có thể cùng nhau đi suốt quãng đường còn lại thì bấm. Còn nếu không, không cần bấm. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Cạch cạch rồi, tôi thấy hai cái cạch cạch rồi đó. Chính thức các bạn. Linh ơi cưng quá à. Nè, hai cái màu xanh, hai cái màu tím cưng sao đâu á. Ai đưa túi áo kỳ quá. Hôm nay chính thức là các bạn hẹn hò với nhau trước mặt đại diện hai bên gia đình. Đầu tiên, bây giờ Thịnh nói gì với cô chú đi. Thưa chú, thì hôm nay con đến đây tham gia chương trình thì cũng là cái duyên. Con không ngờ là gặp cô chú ở đây. Thì con xin phép cô chú là cho con tìm hiểu bé. Thì con sẽ cố gắng làm hết cái khả năng con là có thể lo cho bé được hạnh phúc. Dạ. Dạ con chào dì và chào gia đình nhà trai. Dạ con cũng xin phép dì cho con với anh tìm hiểu nhau. Thật sự đây là một cái duyên rất là tuyệt vời. Và bây giờ là bây giờ là nụ hôn đầu tiên mà Thịnh dành cho bạn gái của mình. Dạ con xin phép chú. Được không em? Phải được thôi. Dạ. Rồi. Chúc hai đứa hạnh phúc. Hiện đây qua thăm đó, chào cho mẹ, chào dì. Chào dì. Đi nha.